Rồi thì Dương hôm nay tiếp tục trở lại cái chỗ này đi câu nữa cả nhà. Hôm nay chiều thứ sáu mà cái chỗ này á rất là đông người luôn. Rồi đi thả tàu đi câu tiếp nha cả nhà ơi. Chỗ này anh Hai Luôn đang là để cái phao á, để ngay đây nè. Để hai bên á, bên trên cái, bên dưới này cái, để khi mà cái tàu mà nó có đụng vô cái thành này nè thì nó không có bị hư cái tàu của mình. Chuẩn bị Hai Lúa lấy mấy vị gà gà đùi không nha, mua gà đùi cho cua ăn không à? Thả bỏ vô cái lồng ha, xong rồi thả xuống. Ok, hôm nay thì Dương ra tay vớt cua nha. Đấy, cho cua nha. Đây nè, đó đầu chưa. hôm nay đổ trắng chiến thuật coi làm sao. Ok. Turn on. Đúng rồi, rồi. Đứng vững rồi, sao té? Ok nha. Thấy ngầu không? Không có cái máy này kéo nhẹ hiệu à? Người ta nói là gì rồi, dạy con là phải từ thuở còn thơ nghe không? Dạy vợ là phải từ thủa chơ vơ mới về, có nghĩa là mới về là phải huấn luyện lên. Hai Lúa sau khi 30 năm huấn luyện là bây giờ cũng thành professional rồi. Đây có mấy con nè. Ui cũng có nè. Ui. Không lên nổi vô ơi. Sau khi trục trặc kỹ thuật, rốt cục cũng lên được rồi. Một mớ hả? Cũng được mấy con. Kệ nó, có con nào xào con đó. Biết là vừa đủ size là chơi rồi. Em thấy cô nhỏ không à? Cũng được 2, 4, 6, 8, 9 con, 10 con. Wow, con kia nó nuôi nguyên cục thịt ra rồi kìa. Nguyên cục thịt gà luôn. Ăn vậy nó mới nó ăn. Nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Không con nào vừa hết trời. Chừng em lọt xuống đó đó. Em lọt thì anh phải xuống anh kéo em lên. Con này vừa đủ không? Vừa đủ, chơi. Vừa đủ rồi à. Úi giời, sóng lớn á, sóng lớn, sóng lớn dạ. Ôi chú cha, sóng lớn quá. Úi, sóng. Nhỏ. Nhỏ cho đi. Đó là nhỏ luôn rồi. Bó tay, dân phục professional. Con này nhỏ xíu à. Dân professional huấn luyện 30 năm mà còn la nó sùm là xéo. Ôi trời, nó kẹp ghê chưa? Đứt nó giấy luôn rồi. Giữ giấy sợ luôn. Được hai con chắc á, được giữ được hai con. Giữ được hai con à. Còn nhiêu là nó đi hết rồi. Ủa? Rồi. Vừa đủ. Có mày không? Mày. Còn lấy được hai con được rồi. Dương bỏ thêm gà vô. Anh nó mồi hết cái gà ra. Under. Yeah. Now over and under.
Cả nhà thấy Thùy Dương có đẹp ghen không? Trên bờ xuống gỗ nghĩa cái chuyện gì cũng làm được hết đó các bạn. Ở với hai lúa là phải như vậy mới được. Wow. nhiều quá quá trời luôn. Wow, được ạ. Giờ sao lên đây à? Kéo lên nha. Cái mặt quá. Đây đây đây. Oh my god. Wow, quá trời baby luôn. Ui, cái này nhỏ quá anh. Hả? Ừ. Cái anh hết già mà cô cần cô bé luôn mà. Được mấy con? Thì phải có cua nó mới ăn hết gà. Thì có gà nó mới ăn hết. Cô nhỏ không à? Cua đá cho luôn nè, cho đi luôn nè. Thôi. Chê cua đá hả? Chê. Cua nhỏ nhỏ không, không có con nào lớn hết trời. Có thằng đó lớn nha. Này lớn nè. Chắc được con hai con à. Con nè. Thì Dương kéo như không có may mắn bằng hai lúa. Kéo này hai lúa kê. Thả chỗ cua cái tí. Cua nhỏ không à. Xíu à. Cua cái. Cua cái này cho nên nó nhỏ. Con này lớn nè. Ừ. Chào bá. Con này lớn nè cả nhà. Thấy bự không? Bá không? Bé luôn. Đừng con nữa. Bé bị hai con nữa. Chào. What? Bé tí à. Bé được con này. Không. Không vừa luôn. Con này mà không vừa luôn nè cả nhà. Nó chắc như vậy luôn mà không vừa luôn. Chắc. Chắc. Wow. Chắc thì chắc luôn á. Đo lại coi nãy giờ nó có lớn thêm được tí nào nữa không? Không các bạn ơi. Chắc là không lớn lên được rồi. Đo nãy giờ mà không lớn được tí nào hết. Nhà luôn rồi trời. Wow, nó ăn dữ quá. Chỗ này cô nhỏ không à. Lấy được có mỗi con nè. Hai con. Giống quá. Béo à. Chị này hai lúa có băng đạn rồi nha. Băng đạn của hai lúa đang tới này. Đó. Tới. Băng đạn đi rồi. Làm giống như là xã hội đen có băng đạn. Đây á, thả đâu? Thả đất được. Đây. Ừ. Sắp bảy. Có, thả đi. Cầm liệm nha cả nhà. Cũng có lại đây. Được 4 con rồi. Cua nhỏ quá. Giờ cua nhỏ nhiều lắm. Kéo 2 lồng. Bốn con. Bốn. Hả? Chút xíu à. Ừ. Hoài ra là mình vừa thả xong á. 4 con. Hả? À. Under trước, rồi over, rồi under. Over. Éo. Chuyện tình có thế thôi mà. Sao bây giờ hai lúa làm không mà Thùy Dương không làm. Hôm nay Thùy Dương ra tay. Thùy Dương nói hai lúa kéo toàn ở cua mu lép không à. Bây giờ thì Dương nói là thì Dương kéo cua mua mẩy. Ú, nó rớt xuống. Nó rớt xuống à. Có không, có không? Có, nhưng mà cũng nhỏ rồi. Ừ, nhỏ mà. Con cua lớn nè. Đừng con cua lớn.
đi xuống đây. Ô, có con cua lớn à? Còn nhỏ không ơi? Có con trà bá. So small. Đây đồ nhỏ hả? Nhỏ quá. Đây đồ chó. Đây muốn thử ở ngoài đây coi coi nó có không? Cầm mở sổ thả thấy xong rồi. Đồ chỗ nào nó thả là có đó. Em nghĩ nó có cái máy vàng. Ờ. Em cũng có nè, anh thấy rồi chú. Vậy hả? Không được. Đâu thiệt ơi, cái này nhỏ rồi. Ừ. Con này là bé lắm. Trời ơi, thiếu. Thiếu chút xíu. Nó ăn hết mồi rồi. Con nhỏ nhiều quá. Con nhiều, con nhỏ nó ăn gà rồi lâu quá đó, gà nó ăn hết gà rồi. Được con này. Dạ. Yeah. Hai vậy giờ đâu có để qua đêm hả? Ờ. Đúng rồi. Đừng con nè. Wow, cua năm hôm nay mày lắm á. Thật. Wow, wow. Quá trời bự luôn. Chập bá luôn. Bá luôn. Cua mày luôn nha cả nhà. Thấy đá không? Nè. Thùy Dương không mặc áo phao mà lọt xuống đó rồi chắc các bạn nghĩ sao ta? Út hết chứ sao? Lọt xuống đây thì út chứ sao vậy? Cái này nặng á. Cái này cái máy kéo cũng không có lên. Có không? Có, này cua lớn. Này cua bự á. Ờ, được mấy con. Cái này nổi không? Cần nhóc rồi đó. Sau khi chụp chặt kỹ thuật rốt cục rồi, cũng đã lên rồi nè. Chụp chặt kỹ thuật là tại vì nó nặng quá. Nó bị cục chặt, nó bị cục chặt kỹ thuật. Wow, con này bự nè. Quá bự luôn nè. Có mày không? Mày. Cua đá này. Chơi luôn. Con này lớn á. Con này lớn này. Wow, cua đá nó màu tím nha cả nhà. Thấy đen luôn. Luôn. Đen luôn. Con này lớn là mậy luôn nè. Thấy đá không? Càng bự dễ sợ luôn. Con này cho đi. Con này lớn này. Nó cho đi luôn đi. Lớn mà sao đi? Bự rồi sao đi? Mậy không? Nè, mậy. Mậy quá chừng mậy luôn. Cái con này nó là cho đi nè. Ui, cua cái. Cua cái này cho đi nha. Lớn này. Con kia lớn hơn. Ồ, đủ luôn. Cuối con này. Này là lớn chắc luôn rồi. Quá lớn. Quá lớn luôn. Đã không? Tiếp. Giờ mình thả xuống lại nha cả nhà. Xong rồi lát nữa mình kéo lên lần nữa rồi mình đi vô. Thùy Dương sau 4 lần bây giờ đã trở thành chuyên nghiệp rồi các bạn. Mai mốt rồi thì các bạn chỉ cần gọi là Thùy Dương cua. Là khỏi cần bấm lên Thùy Dương cua là là các bạn nó sẽ vào coi kênh Thùy Dương cua được rồi. Kênh của Thùy Dương là thuộc loại cua, cua trà bá nha các bạn. Không phải, không phải cua khủng mà cua trà bá. Nhiều ít. 6. 7 con nhưng mà chắc được có 2 con cua lớn à. Dạ. Yeah. Con này nhỏ xíu ha. Cá luôn. Dư luôn rồi cả nhà.
được một em. Như luôn rồi. Wow. Hai em. Mày không? Thấy trắng quá vậy? Ui, con này ốp quá. Ốp quá thì dục đi. Ui, mềm mềm à. Cho em đi luôn. Ôi vô. Cái con gì? Con này gọi là con gì em? Hải câu, hải âu hả? Hải âu. Hải âu hay là mấy con Seagull hả? Seagull, hải âu hả? Cái này nó hơi chói mắt, nó tại vì ánh nó trời vậy. Cua mà không mệt hết, phải sắm cái máy này nha cả nhà. Coi như là đàn bà mình cũng kéo được luôn. Khỏi cần mấy ông luôn. Ui, cua tao. Ui, wow. Sau khi trục trặc thuyết phục, đã lên đây rồi. Kéo cua, kéo cua là cục trặc không lấy. Cục trặc kỹ thuật không? Cục trặc kỹ thuật không? Đây coi mấy con này á, nhỏ nhỏ là dưng dục hết nha cả nhà. Đó, mấy con này là nhỏ này, mấy con này nhỏ xíu này. Con này lớn nè, con này là chà bá luôn nè, nó chà bự luôn nè. Con này không biết lớn hay nhỏ đây, con này chắc nhỏ quá. Đây có cái tàu họ cần giúp rồi, hai lúa đang giúp người ta cả nhà. Cũng như lần trước tàu của Thị Dương bị hư trên biển cũng có người giúp. Cho nên là đi ra ngoài biển gặp nhau cần giúp, mình nên giúp. Mình nên giúp nhau nha cả nhà. Ok. Ok, làm cho cố khác rồi mai bố giúp nó hưởng. Thấy ba tàu ngồi chung nhau không? Relaxing ngoài biển sướng không cả nhà? Vừa ngồi ăn nè, vừa nói chuyện chơi với nhau nè, vui không? Đó, ngồi cùng bia nó kìa, ghê không? Ở Mỹ làm 5 ngày à, 2 ngày ăn nhậu. Đúng rồi, vậy mới là cuộc sống, mới là enjoy. Chứ còn anh này cứ cắm đầu đi làm, chán thấy mò. Mình phải enjoy chứ, cuộc sống đâu có bao nhiêu đâu. Coi vậy chứ nhanh lắm. Sau 50 rồi bắt đầu nó đi học ảo. Xuống, nó xuống nhanh lắm. 50 cầu cho đi hoạt động được 20 năm như mấy. Đó, 50 rồi 60 70 hết rồi. 70 bắt đầu có chống người chống đẩy rồi. Em nghĩ 55 thì thôi là được. 55. Em nghĩ 55 thì thôi. Dạ, 55 thì thôi là rất là. 60 là cái sức khỏe nó yếu rồi. 55 đó là gì á? Sợ cái medical. Đó. Thì thôi được thôi. Cái mê cổ mắt. Ôi, chưa ăn Mỹ nó người thai ở, mà nó phải đi kiếm mấy chút chó mà. Ba tàu phải không cả nhà? Tàu Dương bên này nè. Tàu hai người anh bên đây nữa. Ba tàu cột chung lại với nhau, bỏ cái tha cái phao vô như vậy nè. Để cho nó khỏi, hai cái tàu khỏi đụng vào nhau. Là ngồi nói chuyện, enjoy ngoài biển. Rất là vui luôn. Nặng không? Giờ là hai lúa kéo nha cả nhà. Thì Dương kéo thì được, mà khi mà đưa từ ở bên dưới đưa lên cái tàu nó nặng quá thì Dương đưa lên không nổi. Phải có hai lúa tiếp sức mới đưa lên được. Thôi chạy về chỗ cũ đi. Cho hai lúa kéo lại đi. Nếu mà muốn kéo nhiều lồng á mà. Cái gì đó? Nhiều mà. Cái gì? Cái gì nhỏ xíu mà anh ơi? Kiểu nhỏ. Được có hai con chứ mấy. Hai con đủ rồi. Hai con mà đủ gì trời, đi câu cả ngày được hai con chứ. Đúng rồi. Thì lỗ vốn tiền mồi gà rồi. Mồi gà giờ cũng đắt chứ đâu phải giống như xưa rẻ đó. 99 cent con. Bây giờ là 10 đồng con nha cả nhà. Cua gì gà hồi xưa rất là rẻ luôn á, 99 cent một con gà. Tha hồ đi câu cua. Giờ gà nó mắc nha. Cái gì cũng lên giá. Câu cua mà được hai con kiểu này. Được hai con à. Đó, con nó bự rồi đó. Con đó là lớn rồi, dư.
còn mấy con nhỏ này dục hết rồi. Ok luôn rồi đó. Coi nó có chắc không? Nhìn sao mỏng quá. Ê ơi thôi. Gì mà mềm mèo à, thôi dục đi. Mềm ăn không ngon. Dục đi ăn. Đủ sai rồi nhưng mà mềm quá. Ôi chết tui. Giấy mà. Lấy cái khác nè. Nè. Đi lên là cần phải có nhiều cái đồ câu cái gì, đồ đo nha cả nhà. Lấy cái này còn có cái khác. Cũng dục xuống hết rồi. Đo chi nữa, nó mềm mèo đo chi nữa. Thôi giờ bỏ gà xuống. Lấy gà đấy. Ở trên này nè anh. Bỏ gà vô xong rồi thả xuống lại rồi mình để qua đêm mình đi vô nha cả nhà. Rồi kéo cái đợt này đợt 2 nha cả nhà. Nãy đợt đầu không đủ số lượng nên giờ kéo đợt 2. Rồi mới lên thêm cái lồng nữa cả nhà. Đợt này cái lồng này bây giờ là được 2 con hả? Ồ được 2 cua đá. Nhỏ. Nhỏ rồi. Con nó cứ ốp rồi anh ơi. Ừ. Giờ này vẫn còn cua ốp trời. Giờ này vợ tôi giỏi ghê. Cua giòm là biết nó ốp rồi. Giỏi trước giờ rồi đâu phải giờ mới biết anh. Nhìn cua này giòm cái là biết cua đá liền. Gì đâu làm giống như tao ngố dữ. Mấy chục năm rồi bộ không biết mấy con nó nhìn nó sao trời. Quá tay hả lúa. Trời. Quá chừng bự luôn. Bự rồi khỏi đó. Quá lớn luôn. Rồi giờ bỏ thêm mồi vô. Xong rồi để qua đêm. Qua đêm thôi. Rồi hai lúa kéo lồng lên nha. Xem thử coi có cua không. Đời sống của người miền quê Mỹ chỉ có nhiêu đây là niềm vui thôi cả nhà. Cho nên là cái cuối tuần nó rảnh rảnh ra biển luôn. Giải trí ngoài biển. Vừa thoải mái tinh thần, vừa có đồ ăn. Người miền quê Mỹ toàn là ăn cua chà bá không. Đó, cua nè. Wow, cũng được 2 con á. 3 con. 3 con á. Ở đây cua nhỏ nhiều quá. Đó, con đó là bự đó. Lớn rồi. Nhìn là biết là nó lớn rồi. Con nó cũng lớn luôn. 3 con. Đó con đó nữa. Wow. Mỗi lòng được con, 2 con, 3 con cũng được. Wow, con kia có trứng hả anh? Cho em coi với con đó coi. Coi cua có trứng nha cả nhà. Cua mang một bụng trứng luôn. Wow, nó sắp đẻ rồi. Wow, có cái bụng trứng đó nè. Wow, cái này cả million con trời luôn. Trời ơi, nhiều quá. Wow. Million con luôn đó các bạn. Trời ơi, một cái bầu trứng của nó này. Wow, bự quá chừng luôn. Lần đầu tiên đó, hai lúa đi câu cua lần đầu tiên mới thấy thấy cua có trứng. Cua có trứng nhiều như vậy. À. Mình thấy cua có trứng rồi nhưng mà không có nhiều như vậy. Không có nhiều như vậy nha cả nhà. Wow, coi cái bụng dưới này. Trời ơi, cái bụng nó to chà bá luôn rồi trời. Quá chừng bự luôn. Thấy nguyên một cái bầu của nó không cả nhà? Bầu con cua. Trứng không là trứng nha cả nhà. Wow. Mang bụng bầu của nó là cả này là cả triệu con nó luôn á. Wow, đã không cả nhà? Ui cái trứng nó mềm mềm. Này là nó mới bắt đầu có trứng thôi chứ trứng nó chưa có nở. Wow, thôi cho nó xuống nha cả nhà. Cho nó xuống để hai lỗ xuống nhẹ nhẹ. Để mai mốt thấy chưa, wow, đó xếp nó mai mốt là nó đẻ mình ăn tiếp nha cả nhà. Đó okay. Ở đây là mình phải bảo vệ mấy con cái là như vậy cả nhà. Wow, ánh hoàng hôn. Hai lúa đang là kéo cua với ánh hoàng hôn kìa, đẹp quá. Mặt trời đẹp quá trời. Hai lúa có cua. Hoàng hôn không có cua. Ánh hoàng hôn đẹp, nhiều người mơ mộng. Có cua không nhiều người mơ mộng. Rồi, cua lên, cua lên. Wow. Thôi cái này dở quá anh ơi. Ừ. Nhỏ xíu à, không được con nào luôn. Mèo quá. Thả sâu sâu một chút, anh thả nông quá. Sâu em. Nhỏ chỗ này có nhiều. Sâu rồi đó. Chỗ này sâu rồi sao mà nó cua nhỏ không vậy? Nó bèo, nó bèo. Cái bự quá. Dục hết luôn rồi. Này
không được con nào hết cả nhà ơi. Cho nó xuống hết luôn rồi. Có được con cua đá này. À, được con cua đá. Thôi. Con này chắc nhỏ. Nhỏ xíu ha, em nhìn là biết rồi. Không có đủ. Em nói cái này không được con nào hết mà không tin, còn đợi đó. Thôi, đi thả chỗ khác nha cả nhà. Vừa kéo cua vừa được ngắm ánh hoàng hôn nữa nha cả nhà. Rồi, cua lên, cua lên. Wow. Cao. Được con bự. Wow. Con này bự nè. Được hai bự. Được hai con. Sao nay cua yếu ta? Hả? Nay sắp hết mùa rồi sao cua yếu rồi vậy? Wow. Con này bự nè. Đó, con đó mới bự, sức bự luôn. Đó, bự luôn. Cua này đúng là... cái này gọi là chất lượng. Con nó rất nhỏ à. Con nó nhỏ à. Vừa mà. À vừa. Vừa không? Rồi vừa. Xong. Rồi kéo cái cuối cùng lên. Cuối cùng lên có cua không nào? Ôi cái này thấy nặng hả? Cua lớn không? Được 3 con. 4 con hả? Như được có 3 con. Ôi cua trắng kia là ốp rồi. Nhìn nó trắng bóc là không xong rồi. Chắc không? Không chắc mà không có đủ sai không? Con nói chắc đủ rồi. Vừa đủ. Vừa đủ. Cái này chắc chắc cho em về với nước. Con nó là biết nó mềm èo rồi. Thôi dục đi. Đợi sang năm. Sang năm trở lại. Con này cái hơi nhỏ. Nhỏ. Nhỏ tí. Nhỏ rồi. Anh để vậy ai thấy, anh thấy ai thấy. Chắc tí nữa, tí nó để nó tí nữa chắc nó ra đủ. Dạ. Yeah. Còn nhỏ xíu không? Thôi. Đợi 5 phút nó đi. Cho nó lớn đủ. Dạ anh cầm đợi 5 phút đi. Đợi 5 phút. Thôi cho xuống biển đi, còn nhiều chuyện nữa. Dục hết luôn. Cua hào nó ăn hết gà luôn anh. Nó vừa không? Ok, vừa. Vừa đủ. Vừa đủ. Vừa đủ luôn. Wow. Vừa đủ luôn. Thôi được rồi. Vừa đủ là được rồi, còn đó gì nữa. Đó, như vậy là chắc chắn nha, đủ nha. Nó phải vừa như vậy. Nó phải vừa như vậy mới được. Rồi, mấy con này cho xuống biển hết rồi. Ra đi thả ra. Hai em đó xuống biển luôn. Rồi à, mấy con cái là mình phải bảo tồn nó nha cả nhà. Để sang năm á, nó đẻ xong rồi mình có mình ăn tiếp. Chứ mình ăn hết cả cái cả trứng nó luôn. Coi như triệt nồi nó luôn. Coi như mình không còn cái gì để ăn hết. Mình bảo tồn này là bảo tồn cho mình chứ không phải cho ai hết. Nếu mà mình cứ ăn hết cả trứng nữa đi. Coi như là triệt nồi triệt giống nó luôn rồi. Bảo tồn cho chính mình và cho con cháu mình. Để mai mốt con cháu mình có đồ ăn. Nếu mà mình ăn hết rồi con cháu mình chết đói. Cho rùa. Rùa cũng không có được mà hết lấy.